tên thật cực ý nghĩa của các cặp song sinh trong Vbiz. Lisa, Leon nhà Hà Hồ Sương Sương mỗi bé ba tên, tên Việt được chuyên gia lựa chọn. Cặp sinh đôi Lai nhà Diva Hồng Nhung tên thuần Việt cực hợp với mẹ. Hà Chí Quang, thanh đoàn thể hiện sự gắn kết bền chặt ngay từ cách đặt tên con. Tên thật của ca ca thì là Gia Long, còn buổi buổi thì là Gia Hân, còn họ thì họ đổ và họ đòn của hai ông bố vbis ngày càng có nhiều các cặp em bé sinh đôi siêu đáng yêu và một trong những điểm gây tò mò nhất với công chúng chính là tên của các bé Hai em bé nhà Hồ Ngọc Hà và Kim Lý luôn là những nhóc tỳ hot nhất của Vbiz ngay từ khi mới lọt lòng. Ai cũng biết cặp sinh đôi này tên là Lisa và Leon, nhưng đó chỉ là tên gọi ở nhà mà thôi. Mà Lisa và Leon được sinh ra trong một gia đình đa quốc tịch, đa văn hóa nên được ba mẹ chuẩn bị cho nhiều tên lắm đấy. Hai bé có tên tiếng Anh khá dài là Elizabeth Lee và Leon Jayley. Với mong muốn con có vận mệnh tốt nên Hồ Ngọc Hà đã nhờ đến MC Quỳnh Hương, một chuyên gia thần số học hỗ trợ đặt tên Việt cho các bé. Dựa theo đúng ngày giờ sinh, Lisa và Leon có tên khá ngắn gọn nhưng rất ý nghĩa đó là Lý Linh và Lý Minh dù sau đó hai bé ra đời trước ngày dự sinh thì nữ ca sĩ vẫn giữ tên này cho hai con còn cặp sinh đôi nhà khắc việt thì không cầu kỳ như con hà hồ chàng nhạc sĩ này tự đặt cho hai con của mình những cái tên gắn liền với ba mẹ cụ thể bé trai tên việt dũng lấy tên ba làm chữ lót còn ai nữ thì được gọi là thảo linh với chữ lót thảo cũng chính là tên của mẹ Giọng ca yêu lại từ đầu tiết lộ việc đặt tên này cho hai con mang ý nghĩa ba mẹ sẽ luôn bên cạnh, đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời. Vân Trang cũng là chị đẹp rất chịu khó sinh trong Vbiz, hai bé sinh đôi nhà này cũng đã hơn 3 tuổi và từng được mẹ xác nhận là gương mặt không giống nhau. Việc đặt tên hai bé cũng được Vân Trang dùng để đánh dấu chủ quyền là con nhà mình. Cụ thể, tên tiếng Anh của hai bé lần lượt là Quinisa và Kiana, còn tên thật thì là Lê Quỳnh và Lê Quý. Dù tên nước ngoài hay tên thuần Việt thì hai ái nữ nhà nữ diễn viên đều bắt đầu bằng chữ quy giống tên của ông xã Vân Trang là Quân, với ý nghĩa cả hai bé đều là con ba Quân. Thành Trung từng không giấu được niềm hạnh phúc khi một lúc có tới hai nhóc tỷ sinh đôi ở tuổi U40. Nam diễn viên gọi con bằng biệt danh ở nhà là Dino và Goki. Tên này được lấy từ nhân vật dũng sĩ trong truyện cổ tích, còn tên thật của hai bé được Thành Trung đặt là chính nhân và hiếu nhân thể hiện điều tốt đẹp. Vợ chồng Dương Khắc Linh và Sarah Lưu cũng có một cặp con trai sinh đôi cực kỳ kháo khỉnh. Hai bé được ba mẹ đặt tên ở nhà là Mickey và Jerry. Đây là tên hai chú chuột siêu lém lỉnh và đáng yêu đại biểu cho hai bé sinh năm 2020 là năm Tý. Còn tên thật của hai bé lại rất ý nghĩa cụ thể hai cục cưng nhà này tên gia khang và gia khôi trong đó gia khang thể hiện ước mơ con có cuộc sống ấm no sung túc còn gia khôi lại có hàm ý là đường đời an nhàn dù mang hai dòng máu có ba là người nước ngoài nhưng cặp song sinh nhà hồng nhung lại có tên ở nhà rất thuần việt và bình dân đó là bé tôm và bé tép biệt danh hai bé được cho là gắn liền với tên gọi thân thương bóng của mẹ hồng nhung cách đặt tên mộc mạc này cho thấy nữ diva luôn muốn các con nhớ về cội nguồn việt nam còn tên thật của hai bé là aiden và ly càng nghe càng thấy hay cặp đôi hà trí quang và thanh đoàn cũng đã có với nhau hai em bé cực kỳ đáng yêu nhờ phương pháp mang thai hộ ai cũng tò mò hai ông bố này đã đặt tên hai bé ra sao và thanh đoàn đã tự mình tiết lộ tại buổi tiệc đính hôn của cả hai tại quê nhà ở nhà hai bé tên là kaka và muội muội còn tên thật thì kaka tên gia lâm muội muội tên gia hân họ của hai bé cũng được đặt gộp cả họ của hai ông bố vào đó là họ đỗ và họ đoàn thể hiện sự gắn kết không thể chia lìa của gia đình bốn người này